chú khỉ một tay siêu đáng yêu có thân hình béo như lợn. Đây là chú khỉ một tay rất được yêu thích trên mạng xã hội. Không rõ là vì nguyên nhân gì khiến em bị mất đi cánh tay, thế nhưng chú khỉ này vẫn sống rất tích cực, vui vẻ hồn nhiên. Bà nuôi cũng khéo lắm, nhìn ú na ú nần dễ thương hết biết. Nhiều khi chú khỉ này còn điện chọc, không biết đây là tôn ngộ không hay là trư bát giới nữa. Hai ba con mực, anh yêu em cực, mà cho tăng lực. Yêu em căng cực, anh cho em được, yêu em liên tục. Nhìn đáng yêu thế thôi, chứ đôi khi cũng đành đá phải biết. Biết tính người ta hay quạo rồi mà cứ thích chọc cơ. Đã bảo là ăn no rồi không ăn nữa đâu mà cứ dí quả chuối vào tay người ta. Ban đầu thì chú khỉ này kiểu mặc kệ, ổng muốn làm gì làm, lười để ý. Nhưng sau thì ghét quá, nó lườm muốn cháy con mắt. Là cho chưa, sao cho mà không lột vỏ ra đút người ta ăn. Quá đáng ghê, mời gì mà không có tâm gì hết, chờ người ta trổ quạo đuổi mới chịu đi. Cọc vậy thôi chứ mà chỉ đáng yêu dịu dàng với một mình bà ngoại. Chúc cho hai bà cháu sẽ thật khỏe mạnh, bình an và vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.